Trên thực tế chúng ta đọc thấy trong kinh điển Đại Thừa, cõi thật báo là cõi pháp tánh của chư Phật Như Lai, không giống với chúng ta ở đây. Những gì chúng ta ở đây nhìn thấy là pháp tướng không, không phải pháp tướng. Tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, thực tế mà nói, thân ta đạt được là pháp tánh thân. Mỗi trường ta cư trú là quại pháp tánh, là tự tánh sở hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó chỉ là có tâm hiện, không có thức biến. Vì sao vậy? Vì thế giới đó dùng tứ thánh lục phàm trong thế giới, tha phương chư Phật, là thức biến, đều lấy A Lại Gia làm tự tâm, làm tâm của ta, lấy thân quyết nhục làm thân của ta. Đây là sai lầm, là giả. Cho nên thân tâm đều bất khả đắc. Đây là trong mười pháp giới. Ra khỏi mười pháp giới là sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo của ai? Không thể không biết điều này, là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Trong kinh điển Đại Thừa nói, cõi có bốn loại, bốn cõi toàn là tự tánh sở hiện. Hay nói cách khác, bốn cõi thực tế thì toàn là chính mình, tự tánh đầy đủ. Khi khai ngộ, Đại sư Huệ Năng nói rằng, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ những gì? Đầy đủ pháp thân, đầy đủ bát nhã, đầy đủ trang nghiêm. Câu sau cùng Ngài nói, đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp này chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, toàn là tự tánh hiện, tâm hiện, thức biến. Biến cũng là tám thức, 51 tâm sở của mình biến ra. Lìa tám thức 51 tâm sở, không có pháp nào khả đắc.